Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò. Bình Lưu Vi Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bùi Giò. Đây là trận bán kết giữa Tem Minh Râu với sự xuất hiện của Lưng Trẻ Vĩnh Long, Quy Sóc Trăng Minh Râu và Tấn Chờ Đều cùng Kha Sì. Còn bên kia là tem của Hiếu Cẩm Mỹ, Khang 2m02, Tài Sung làm chân bàn và Trọng Chim cùng thắng cao. Từng phát bóng mang điểm trực tiếp 1-0. Một pha chạm tay chân bên Minh Râu bay ra ngoài. Hiếu Cẩm Mỹ lúc nào cũng có cái thằng cao nhất trong sân, lúc trước là An Ngô Đục, công nhận ghê, lộ kèo ghê. Quá ghê cho Quy Sóc Trăng. Quy Sóc Trăng trước đây là đầu nâu, từng vào chơi đều đánh ghét cái đầu đen luôn rồi. Hai đều. Xin lỗi các bạn, hai đều. Tấn phát bóng không vào lưới. Tài Sung phát bóng. Ba hai. Tấn Chờ Đều. Tấn Chờ Đều xử lý quá thông minh, đẳng cấp pha bóng vừa rồi. 4-2. Ghê vậy. Đúng chiều. Một pha chạm tay trắng của Thắng và Khang. 5-3. Đây là trận bán kết. Tấn Chờ Đều phát bóng hỏng. 4-5. Tài Sung phát bóng hỏng. 6-4. Một pha đầy quy lực của Lam trên bàn biên số 4 của Tam Hiếu Cầm Mây. 5-6. Pha ráp chắn giữa Thắng và Lam trên bàn. 6-6. Một pha bước một không được tốt của Tân và một pha tự sát của Tân. 7-6. Đúng rồi.
quá khó cho Tấn Chờ Đều. Khang và Thắng thật sự cái dàn chắn quá hay. 8-6. Lưng dột bốc bay ra ngoài quá xa. 9-6. Tem Minh Râu hỏi. 9-6. Thật sự tem bên kia quá đều các bạn ơi. Khang 2m2 Thắng trọng chim làm cho bàn tài súng. Vàng rắp trắng quá đều. Điểm 9-6. 9-6. Tài súng phát bóng ra ngoài. Bảy trên. Khang 2m2 là vận động viên trong nhà của câu lạc bộ Long An. Ra ngoài trời tham dự 2-3 cái giải, Khang thật sự rất tiến bộ. 17. Pha ráp trắng quá rác chỉ làm cho bàn và Thắng cao. 11-7. Một quả quá khó cho làm chẳng bàn. 91. Quả chiên hai của Kha Sì quá khó cho lưng. Bóng chạm cột. 13-9. Hầu như chiền hai là 50% của các bạn. Chiền hai xấu thì coi như là tự sát. 14-9. Tấn là người kết thúc chương trình, đưa đội nhà xa bờ. Tỷ số 15-9. Xin chúc mừng Tem Hiếu Cam Mỹ. Đánh thùng ngón tay luôn hả vậy? Làm thùng ngón tay luôn hả vậy? Làm. Các bạn xem trọng chim. Trọng chim ngày nào quá ghê. Cuộc tình trọng chim giữa Chí Thông coi như chia tay nhau từ đây.
vì Chí Thông đã bị chấn thương và trọng chim càng ngày càng béo. Cuộc tình không duyên nợ bắt đầu chia tay thật sự rồi. Tiếp tục set đấu thứ hai.